Và theo các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu thì trong kỳ điều hành ngày hôm nay 31 tháng 10, giá bán lẻ xăng trong nước có thể tăng 500 đồng một lít lên khoảng 24.000 đồng một lít, trong khi giá dầu có thể giảm nhẹ. Cụ thể, giá xăng dầu trên thị trường Singapore trong 10 ngày qua tăng khoảng 2 đô la một thùng, trong khi giá dầu đang có xu hướng giảm so với kỳ điều hành trước. Đây chính là cơ sở cho dự báo tăng của giá xăng và diễn biến giảm của giá dầu. Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá trong nước còn phụ thuộc vào Liên Bộ Tài chính Công Thương trích quỹ bình ổn giá xăng dầu thế nào. Trên thực tế thì các kỳ điều hành gần đây, dù giá xăng dầu đã tăng tương đối mạnh, nhưng Liên Bộ hầu như không xả quỹ bình ổn. Bộ Công Thương vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề xuất về việc giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh vào ngày thứ 5 hàng tuần. Nếu ngày thứ 5 trùng vào ngày cuối cùng của năm âm lịch, 29 hoặc 30 Tết Nguyên đán, việc điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ 4 liền kề trước đó. Nếu thứ 5 là ngày mùng 1, mùng 2 hoặc mùng 3 Tết Nguyên đán, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày mùng 4 Tết. Nếu ngày thứ 5 trùng với ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ 4 liền kề trước đó. Nếu ngày thứ 5 trùng vào các ngày nghỉ lễ còn lại, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ. Trường hợp các mặt hàng xăng dầu có biến động bất thường, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân, Bộ Công Thương có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thời gian điều hành giá xăng dầu cho phù hợp. Từ đầu năm 2023 đến nay, các cơ quan chức năng đã rà soát hơn 160.000 đơn vị về đóng nộp bảo hiểm xã hội. Đáng chú ý, phát hiện hơn 15.400 đơn vị đã dừng sản xuất kinh doanh hoặc bỏ trốn, bị phong tỏa hóa đơn. Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố tuy duy trì đà tăng nhưng vẫn còn nhiều tiềm năng để khai thác. So với lực lượng lao động trong độ tuổi, số người tham gia bảo hiểm xã hội mới đạt 44,12%. Nhằm phát triển số người mới tham gia, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho những người đã tham gia, Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với Cục Thuế thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các đơn vị mới đăng ký mã số thuế, danh sách đơn vị ngừng hoạt động, tạm ngừng kinh doanh. Sau đó, các bên tiến hành lọc dữ liệu và gửi về Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã để chủ động xây dựng kế hoạch khai thác, phát triển đơn vị, lao động và quản lý doanh nghiệp. Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội cho biết là Hà Nội đặt mục tiêu năm nay sẽ đón 24 triệu lượt khách, bao gồm 4 triệu lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, thì mới đến hết tháng 10, lượng khách quốc tế đã đạt 3,6 triệu lượt, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 76,3 nghìn tỷ đồng, tăng 66,7% so với cùng kỳ năm trước. Để tăng cường sức hấp dẫn cho du lịch thủ đô, Sở đã và đang phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động như lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2023, chương trình lễ ra mắt sản phẩm du lịch đêm Hà Nội. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục xây dựng mô hình phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp, nông thôn, khảo sát để xây dựng thí điểm mô hình du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm thực tế tại các làng nghề và các điểm du lịch gắn với các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2023 đã bắt đầu diễn ra và kéo dài đến hết ngày 30 tháng 11 tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, điểm bán hàng của các doanh nghiệp tại Hà Nội với chuỗi các sự kiện khuyến mại quy mô lớn là cầu nối giúp doanh nghiệp tham gia vào hệ thống bán lẻ của thủ đô và cả nước, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Sự kiện 1.000 điểm khuyến mại rộn ràng ưu đãi diễn ra tại 1.000 điểm đăng ký bán hàng khuyến mại thuộc các hệ thống sản xuất, phân phối thương mại, siêu thị, website thương mại điện tử trên địa bàn Hà Nội. Các doanh nghiệp tham gia sự kiện sẽ triển khai các hoạt động khuyến mại giảm giá từ 20 đến trên 50% cho ít nhất 20% mặt hàng đang kinh doanh của doanh nghiệp. Từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 11, sự kiện Ngày vàng giá sốc sẽ chính thức diễn ra tại 50 điểm vàng mua sắm là các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn trên địa bàn Hà Nội. Tiếp đó, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 11, sự kiện Hà Nội Online Festival năm 2023 sẽ diễn ra tại cổng kết nối thangkhuyenmaihanoi.vn và trên website thương mại điện tử của các doanh nghiệp, kích cầu hoạt động mua sắm trực tuyến cho người tiêu dùng. Tháng khuyến mại là sự kiện giảm giá quy mô lớn diễn ra thường niên vào tháng 11 hàng năm nhằm mục đích kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó góp phần tăng trưởng kinh tế trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời, thông qua các sự kiện diễn ra trong tháng khuyến mại, các doanh nghiệp sản xuất, phân phối, bán lẻ kết nối với nhau để hình thành chuỗi giá trị, mang đến nhiều ưu đãi hơn cho người tiêu dùng và cùng nhau phát triển bền vững trong tương lai. Thưa quý vị, năm nay đã là năm thứ tư Hà Nội triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm. Với 2.167 sản phẩm OCOP đã được công nhận, Hà Nội hiện đang dẫn đầu cả nước về triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm. Hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP của huyện Gia Lâm năm nay
tiếp tục có sự tham gia của nhiều sản phẩm đặc trưng của làng nghề truyền thống Bát Tràng và Kim Lan, Phù Đổng, Đa Tốn. Hộ kinh doanh gốm sứ Việt Hoàng, xã Bát Tràng năm nay cũng tham gia bộ bát bảo Lưu Thủy Binh, bộ chum hai nắp chấm đồng Đông Sơn Âu Lạc. Theo anh Nguyễn Hoàng, chủ thể tham gia chương trình OCOP năm nay cho biết, nếu đạt tiêu chí OCOP sẽ là chìa khóa cũng như khẳng định thương hiệu cho dòng sản phẩm gốm sứ của gia đình. Cái sản phẩm đạt sao OCOP thì tự xưởng phải phấn đấu để đạt đến cái chất lượng như vậy. Sau khi đạt được thì đã có sự công nhận của nhà nước, đưa đến khách hàng tiêu dùng, người ta sẽ tin tưởng hơn rất nhiều so với tự mình khẳng định. Đấy, khi mà được giấy tờ, được những cái công nhận, được cái xác nhận những cái chất lượng của mình đạt chất lượng 3 sao, 4 sao, 5 sao theo cái tiêu chí của nhà nước đưa ra, theo cái tiêu chí của từng hạng mục sản phẩm, mọi người được khẳng định và người tiêu dùng sẽ tin tưởng được dùng những sản phẩm chất lượng. Năm nay, huyện Gia Lâm ghi nhận có một sản phẩm đạt 4 sao, 29 sản phẩm đạt tiêu chí 3 sao. Điểm mới trong quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình OCOP là Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức đánh giá một số tiêu chí, nội dung về nguồn gốc sản phẩm, nguyên liệu địa phương, sử dụng lao động địa phương, nguồn gốc ý tưởng sản phẩm, bản sắc trí tuệ địa phương. Đồng thời, việc đánh giá và công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao do Ủy ban Nhân dân cấp huyện thực hiện. Điều này sẽ làm tăng trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp xã, cấp huyện trong đánh giá phân hạng sản phẩm. Trường là sẽ đề nghị là đánh giá phân hạng cho tất cả các sản phẩm thuộc các nhóm sản phẩm như là nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và các sản phẩm đặc trưng của huyện. Với những sản phẩm mà đã được đánh giá phân hạng OCOP thì hiện nay thì các sản phẩm đều được hoàn thiện, kể cả về mẫu mã rồi về chất lượng. Thế và cũng đã có một cái chỗ đứng rất là tốt ở trong thị trường. Cái việc mà công khai và minh bạch hồ sơ đánh giá chấm điểm phân hạng OCOP cộng với lại cả bộ tiêu chí đánh giá chấm điểm phân hạng mới, trong đó có một minh chứng mà chúng ta hiểu là khó có thể xuề xòa lẫn lộn giữa các chủ thể làm tốt và không làm tốt, đó là những cái tiêu chí về sở hữu trí tuệ. Giai đoạn 2021-2025, toàn thành phố phấn đấu có thêm khoảng 2.000 sản phẩm OCOP. Năm 2023, thành phố hiện đang tiếp tục đặt mục tiêu đánh giá phân hạng được ít nhất 400 sản phẩm OCOP. Có thể nói sau gần 4 năm triển khai, chương trình OCOP nhanh chóng khẳng định vị thế, được ủng hộ của đông đảo các thành phần kinh tế, thu hút sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động khu vực nông thôn. Trong khoảng 3 năm trở lại đây thì nhu cầu việc làm về ngành Data Science, khoa học dữ liệu đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các doanh nghiệp tuyển dụng. Hầu như mọi ngành nghề trong xã hội đều có nhu cầu sử dụng dữ liệu để phục vụ cho hoạt động của mình. Do đó mà việc thu thập và xử lý dữ liệu không thể sử dụng phương pháp truyền thống như trước. Để tận dụng cơ hội, các trường đại học đã đưa khoa học dữ liệu thành một môn học. Ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu qua các cuộc thi thực tế giúp sinh viên có kiến thức phân tích dữ liệu kinh tế ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. Tăng thêm cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường, được thử nghiệm các giải pháp công nghệ gắn với thực tế, nâng cao khả năng phân tích dữ liệu, báo cáo tài chính là những điều mà nhiều sinh viên mong muốn học hỏi sau khi tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng khoa học dữ liệu mùa 2. Xuất phát từ cái việc là em muốn phát triển hơn cái ngành học của mình vì em học quản trị kinh doanh, thế nên là em nghĩ rằng là em cần phải có thêm những cái kỹ năng cứng khác như là phân tích dữ liệu hay là khoa học dữ liệu để có thể có thêm tăng thêm cái cơ hội nghề nghiệp cho bản thân mình. Và ở trong cuộc thi thì chúng em đã được trải qua 2 buổi training về AI và blockchain để bọn em có thể hiểu rõ hơn về mô hình. Nắm bắt nhu cầu của thị trường cũng như xu thế phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là về công nghệ tại Việt Nam và trên thế giới, nhiều trường đại học đã chú trọng phát triển chương trình đào tạo cử nhân khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh, xây dựng hệ sinh thái đào tạo nghiên cứu về công nghệ và kỹ thuật. Có thể thấy là cái sự phát triển của AI cũng như là blockchain nó ảnh hưởng tác động đến mọi khía cạnh của cuộc sống. Và hiện nay kể cả trong các hoạt động quản trị của các trường đại học hay là các việc mà chúng ta thay đổi phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập của các bạn cũng là một cái sự thay đổi rất là lớn. Hiện nay những nhà trường cũng rất là chú trọng đầu tư để làm thế nào các bạn sinh viên sớm tiếp cận được và có thể đặc biệt là không chỉ các bạn mà thuộc các lĩnh vực công nghệ mà các bạn ở trong khối kinh tế kinh doanh cũng sớm làm quen và có thể hiểu được các cái ứng dụng của công nghệ trong kinh tế và kinh doanh. Theo giới chuyên môn, để có thể phát triển sự nghiệp như là một nhà phân tích dữ liệu hay cao hơn nữa là nhà khoa học dữ liệu, đòi hỏi các bạn sinh viên phải trang bị cho mình đầy đủ kiến thức, kỹ năng, công cụ và tư duy ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường để có đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường lao động.
Các doanh nghiệp thì đang trong quá trình chuyển đổi số theo xu hướng của quốc gia và quốc tế, thì việc là có những nhân sự có những kiến thức kỹ năng để có thể sẵn sàng trong thời đại mới là việc bắt buộc. Và khi mà nhà trường kết hợp với doanh nghiệp để đào tạo ra những nhóm nhân sự này thì mình tin là sẽ giúp các doanh nghiệp tự tin hơn và tiến nhanh hơn trong quá trình chuyển đổi số. Đối với ứng dụng toán học thì chúng tôi đã đề ra 5 cái hướng nghiên cứu chính, và trong đó thì khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo là một trong 5 hướng nghiên cứu đó. Thế thì trong khuôn khổ của việc nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu thì có rất nhiều, tất nhiên là có rất nhiều các hoạt động khác nhau, có rất nhiều các cái đơn vị, các trường đại học, các viện nghiên cứu cũng như là kể cả các doanh nghiệp đã cùng tham gia. Nhưng đối với cả viện nghiên cứu về toán thì chúng tôi quan tâm nhiều hơn đến việc phát triển nguồn nhân lực. Theo báo cáo từ SBR Analytics Service, Việt Nam có thể trở thành một trong 10 thị trường lao động hàng đầu thế giới về khoa học dữ liệu nhờ lực lượng lao động trẻ, môi trường đầu tư hấp dẫn. Bên cạnh đó, các công ty tại châu Á có rất nhiều cơ hội để đón nhận những tài năng lao động đi vào xu hướng công nghệ mới, công nghệ dữ liệu. Do đó, khoa học dữ liệu sẽ trở thành xu hướng nghề nghiệp hấp dẫn nhiều bạn trẻ trong tương lai. Thưa quý vị, Cụm thi đua số 4 khu vực Đồng bằng Sông Hồng, Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh Việt Nam vừa tổ chức tọa đàm giao ước thi đua, xây dựng tổ chức hội, thực hiện phong trào thi đua, tự hào 65 năm Trường Sơn huyền thoại. Cụm thi đua số 4 khu vực Đồng bằng Sông Hồng gồm 5 đơn vị, Hội Trường Sơn Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình. Từ nay đến hết năm 2024, Cụm thi đua cam kết đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động truyền thống, nghĩa tình đồng đội, tuyên truyền nhân rộng gương người tốt việc tốt, thực hiện tốt phong trào thi đua, tự hào 65 năm Trường Sơn huyền thoại. Bên cạnh đó, chủ động, tích cực, sáng tạo, phát huy nội lực, thế mạnh địa phương trong việc vận động, tạo nguồn thu kinh phí vật chất, bổ sung vào quỹ hội, đẩy mạnh thực hiện các hoạt động nghĩa tình đồng đội cho đối tượng chính sách, hội viên khó khăn. Đẩy mạnh cuộc vận động, hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống. 5 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 4 cũng thống nhất tham gia xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử quốc gia đặc biệt trên đường Trường Sơn. Trong đó có việc sưu tầm tư liệu, biên soạn sách về Trường Sơn, xây dựng phòng truyền thống, bảo tàng lịch sử Trường Sơn, lan tỏa sâu rộng đến thế hệ trẻ về sự hy sinh, tinh thần cống hiến của chiến sĩ Trường Sơn năm xưa và hôm nay. Với vai trò trung tâm của cả nước, Cụm thi đua số 4 khu vực Đồng bằng Sông Hồng đặt quyết tâm hoạt động tốt nhất để trở thành đơn vị kiểu mẫu trong Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, Việt Nam.